Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đến một người tôi mở bức tranh nha. Một Pokemon hệ băng nha, hệ băng hệ thủy nha. Ok, và đây con chim là một trong ba con chim huyền thoại. Ok, một Pokemon hệ băng và mình sẽ bắt đầu tô luôn để đánh một thời gian của mọi người nhé. Con này sẽ có một xanh ta trời. Ok, bắt đầu luôn nha. Tôi như mình như mọi người. Quay đợi mình xíu nhé. Ok, và bức tranh của mình đã hoàn thành rồi. Mình sẽ để đây và đợi người tô nhé. Hãy tô đậm nhạc cho mình nha. Chỉ cần dùng một màu thôi nha. Ok. Hãy
thoughts of? Okay. Tôi nghe đây đã. Tôi tìm nhé. Ok mọi người. Okay. Đây bức tranh 32 nhỉ. Và video của mình đến đây kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những lớp tiếp theo. Ok, bye bye. Đây bức tranh con đỏ nha.